Vào khoảng 4 giờ sáng nay 15 tháng 7, tại xã Đạ Cờ Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ sạt lở đất làm một người tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo của huyện Đam Rông đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất. Vào thời điểm trên, người đi đường phát hiện tại căn nhà của ông Đặng Quang Lành bị lở đất vùi lấp một phần căn nhà. Sau đó, người dân trong khu vực cùng chính quyền địa phương và 45 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đến hiện trường tham gia công tác cứu hộ. Do lượng đất đá vùi lấp lớn đã khiến vợ ông Lành tử vong tại chỗ, lực lượng cứu hộ kịp thời đưa ông Lành cùng hai con trong gia đình sơ tán an toàn. Hiện các lực lượng vẫn đang hỗ trợ gia đình nạn nhân dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm khu vực sạt lở, hỗ trợ công tác ổn định cuộc sống và lo hậu sự cho người đã mất. Huyện Đam Rông đã chỉ đạo các xã tiến hành rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để cảnh báo đến với người dân.